Thưa quý vị kể từ khi hình thức làm việc từ xa trở nên phổ biến sau đại dịch covid-19 khiến cho nhiều người lao động rất hiếm khi đến văn phòng mà thường có thói quen làm việc online. Điều này khiến cho họ rơi vào tình trạng cô đơn, căng thẳng hoặc là bắt đầu cảm thấy khả năng sáng tạo của mình trở nên suy giảm. Gần đây một số công ty khởi nghiệp tại Nhật Bản đã nghĩ ra phương thuốc mới chữa căn bệnh này. Đó là thưởng tiền cho những nhân viên đến văn phòng làm việc. Công ty này hy vọng việc thưởng tiền sẽ giúp cho nhân viên nâng cao sức khỏe tinh thần và tinh thần đoàn kết, có khả năng đưa ra những ý tưởng mới. Từ tháng 9, công ty Ojaiwe có trụ sở tại Osaka, nơi xử lý các hệ thống quản lý dự án, bắt đầu trả 2.000 yên, tức khoảng 330.000 đồng mỗi ngày cho nhân viên có mặt tại văn phòng. Ngoài ra, những nhân viên điên trưa cùng nhau sẽ được thưởng thêm 500 yên, tức 83.000 đồng. Với các khoản phụ cấp này, nếu đến văn phòng ở mức tối đa, mỗi nhân viên có thể nhận tổng cộng 4,1 triệu đồng mỗi tháng. Tương tự tại công ty A Company có trụ sở tại Nagoya, những nhân viên viết mã và xử lý công việc khác được trả thêm 1.000 yên, tức 165.000 đồng mỗi ngày nếu họ làm việc tại văn phòng từ 13 giờ đến 16 giờ. Cả Ajuwe và A Company đều đang xem xét các khoản trợ cấp đi lại truyền thống mà họ cho rằng không phù hợp với lịch trình hiện tại các khoản tiền thường nhỏ cộng lại có thể khuyến khích những người làm việc từ xa đến công ty trực tiếp, chào nhau và gắn kết tinh thần đồng đội. Ở Nhật, chi phí chăm sóc sức khỏe tâm thần ngày càng tăng với các kỹ sư vì họ ngày càng cô đơn. Đây là lý do khiến công ty đưa ra phương thuốc để muốn mọi người đi làm tại văn phòng.